chào bà con và quý khán giả. Bây giờ là thời gian của bản tin nông nghiệp. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Tăng trưởng đến 3 con số, bức tranh xuất khẩu gạo sang EU mang gam màu sáng. Mỗi năm sẽ có khoảng 27 triệu tấn rơm rạ, làm sao để xử lý nhưng tránh tác động đến môi trường. Nhanh chóng, hiệu quả, máy móc tham gia hầu hết các quy trình sản xuất nông nghiệp tại Israel. Thưa khán giả, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo nước ta đạt 4,27 triệu tấn, tổng kim ngạch là 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng phấn khởi là kim ngạch xuất khẩu sang một số quốc gia khu vực châu Âu tăng trưởng mạnh tới 3 con số. Cụ thể, xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm sang thị trường Ba Lan tăng 117%, sang Bỉ tăng 165% và Tây Ban Nha tăng 308%. Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, xuất khẩu gạo sang EU có giá cao gấp nhiều lần con số bình quân này, có thể đạt mức 2.000 đô la Mỹ một tấn. Những con số ấn tượng vừa rồi đã cho thấy hạt gạo Việt Nam đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quy định của EU, đặc biệt là với các doanh nghiệp và nông dân đã tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ở đồng bằng sông Cửu Long, những cánh đồng liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap giữa doanh nghiệp với nhà nông liên tục mở rộng những năm gần đây. Dù là bao tiêu theo giá thị trường hay thỏa thuận ký kết với mức độ cố định, mô hình liên kết này vẫn cho hiệu quả nhất định. Sắp tới, đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao sẽ được triển khai. Với mục tiêu làm chuyển đổi căn bản hệ thống sản xuất lúa, đề án sẽ giúp cung cấp thêm nguồn lúa chất lượng, đảm bảo lượng gạo chất lượng cao cho mục tiêu xuất khẩu. Sau quá trình sản xuất, tại đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm sẽ có khoảng 27 triệu tấn rơm rạ, trong đó 70% là đốt trên đồng hoặc là dùi vào đất. Điều này gây lãng phí và tăng phát thải nhà kính. Một giải pháp xử lý rơm rạ bền vững là điều cần thiết hiện nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người dân có thể giải quyết tốt phụ phẩm này thông qua giải pháp kinh tế tuần hoàn bằng các giải pháp cơ giới hóa. Rơm sau khi được thu gom sẽ được dùng để hỗ trợ quá trình sản xuất, nắm rơm, phân bón sinh học. Điều này giúp tăng tối đa tuần hoàn nguyên liệu. Công nghệ hiện đại, chuyển đổi số xuất hiện trong mọi mặt đời sống. Riêng ở lĩnh vực nông nghiệp, đây cũng được xác định là chìa khóa giúp ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Thời gian gần đây, thành phố Cần Thơ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký, quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Đến nay, thành phố đã đưa được 92 thương hiệu OCOP lên trang thương mại điện tử, mạng xã hội. Địa phương cũng đã triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc các sản phẩm đặc trưng thông qua mã QR dán trên hàng hóa, tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ nông dân để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Còn tại Israel, khoa học công nghệ cũng đang được ứng dụng ở lĩnh vực nông nghiệp. Mới đây, các nhà khoa học của quốc gia này đã tìm ra cách giải quyết hàng loạt vấn đề tưởng chừng như khó giải quyết hiện nay. Tại một vườn bơ ở miền trung Israel, người nông dân đang lái chiếc máy kéo, từ từ điều khiển một thiết bị xuyên qua những tán cây. Những dụng cụ gắn trên thiết bị thụ phấn nhân tạo di động đó trông như một chiếc máy chèo, nhẹ nhàng vuốt dây cây bơ để hút lấy phân qua, sau đó lại cọ sát vào hàng cây tiếp theo. Ngoài ra, một đơn vị khác lại đang sáng chế hệ thống thu hái trái cây. Theo đó, 8 thiết bị bay không người lái, cố gắng camera và được kết nối với một nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp đánh giá chính xác kích thước và màu sắc của từng loại trái, và chỉ chọn những trái đủ điều kiện để thu hoạch. Công nghệ này giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động mỗi vụ thu hoạch. Nhìn ra thế giới để có thêm những thông tin cần thiết cho quá trình sản xuất. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Tức bực khuyến mãi, bật nắp thuyền Tây, trúng ngay future. Từ nay đến hết tháng 9 năm 2023, bà con mua push hoặc plastic, hãy cầu ngay phần trắng bạc bên dưới nắp chai để có cơ hội trúng 20 xe Honda Future cùng hàng chục ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Bà con mua push hoặc plastic ngay để bật nắp liền tay, trúng ngay Future.